Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục sự cố thì vào khoảng 10 giờ kém 15 sáng nay thì hầm Thủ Thiêm hướng từ quận 2 qua quận Nhất đã được thông xe trở lại. Tuy nhiên thì hướng ngược lại vẫn chưa được thông xe bởi còn có công tác dọn dẹp. Về sự cố sáng sớm nay thì một xe tải chở cam lưu thông qua hầm Thủ Thiêm đã làm sập giàn giáo tại đây. Nhiều khối sắt thép, mái tôn bảo vệ thi công đã sập xuống và đã có ghi nhận làm 2 người bị thương. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã phong tỏa không cho phương tiện lưu thông cả hai hướng. Cũng vì vậy mà giờ cao điểm sáng nay đã xảy ra ùn tắc giao thông hàng loạt tuyến đường do các phương tiện phải chuyển hướng. Đường Điện Biên Phủ sẽ ùn tắc từ cầu Điện Biên Phủ qua đến cả xa lộ Hà Nội. Đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ phải dừng cả trên cầu. Giao thông ùn ứ ngày đầu tuần đã gây ra không ít hệ lụy. Nhiều người dân đã trễ giờ học giờ làm trong sáng nay. Điều đáng nói nữa là có thông tin xe tải gây ra vụ việc đã rời khỏi hiện trường sau sự cố, khiến các lực lượng chức năng phải trích xuất camera để truy tìm xử lý. Hầm Thủ Thiêm là một vị trí quan trọng trên tuyến đường huyết mạch vào trung tâm thành phố. Do đó không chỉ cần nỗ lực của các cơ quan chức năng mà còn cần cả ý thức của người tham gia giao thông để đảm bảo tuyến đường này luôn luôn thông suốt.